Ok, chào mọi người đã quay lại với kênh Vlog của Bu. Và ngày hôm nay Bu sẽ dành video này để chia sẻ cho tất cả các bạn cũng như quý vị phụ huynh của chúng ta về câu chuyện của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là câu chuyện điểm chuẩn, điểm thi của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Rất là nhiều các bạn thí sinh năm nay cũng như các bậc phụ huynh của chúng ta sau khi xem điểm chuẩn của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đều có một nhận định chung rằng điểm chuẩn của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm nay quá thấp, ai cũng có thể vào được. Nghe thì buồn cười thật đấy. Bởi vì không biết là các thí sinh cũng như là quý vị phụ huynh đã đọc phương thức tuyển sinh của trường chưa? Thì nếu chưa thì ngay bây giờ mình sẽ nói sơ về phương thức tuyển sinh của trường một chút xíu. Đó là phương thức tuyển sinh của trường là phương thức xét tuyển kết hợp, gồm có 3 tiêu chí. Thứ nhất là tiêu chí học bạ, tiêu chí thứ hai là tiêu chí về điểm thi trung học phổ thông quốc gia, và tiêu chí thứ ba là tiêu chí về điểm thi kiểm tra năng lực. Kỳ thi này được tổ chức riêng tại trường nha các bạn, với đề án riêng luôn, hoàn toàn riêng nha. Và mỗi tiêu chí như vậy sẽ tương ứng với số phần trăm mà các bạn đậu vào trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như tiêu chí học bạ chỉ chiếm có 10%, trung học phổ thông quốc gia thì các bạn chiếm 60%, còn đối với cái điểm mà kiểm tra năng lực á, thì chỉ chiếm 30% thôi nha các bạn. Vì vậy không phải thí sinh nào thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt điểm cao nhất thủ khoa đi chăng nữa thì cũng có cơ hội là rớt tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì nếu như các bạn không vượt qua được cái kỳ kiểm tra tại trường